Những điều độc lạ tại chung kết Miss Jam Hoa hậu sắc đẹp quốc tế năm 2023. Điều độc lạ số 1 là sự xuất hiện vô cùng ấn tượng của MC xinh đẹp trong tà áo dài đỏ và chiếc xích lô quen thuộc đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Việt Nam and welcome to Miss Charm 2023. Ngay sau đó là phần trình diễn vô cùng ấn tượng của tất cả các thí sinh tại vòng chung kết của Miss Jam năm 2023. Tất nhiên là sẽ không thiếu được phần hô tên rồi. Điều độc lạ tiếp theo là phần gọi tên vào top 20 chung cuộc của cuộc thi. Top 20 thí sinh được gọi tên một cách chóng vánh và còn xếp theo bảng chữ cái nữa, làm cho cái độ bất ngờ và kịch tính giảm đi rất là nhiều. Đến khúc MC nói đến vị trí cuối cùng trong top 20 được xướng lên và không có tên Việt Nam thì cả khán phòng đều rất là bất ngờ. Và đếm đi đếm lại trên sân khấu thì lúc đó cũng chỉ có đúng 19 vị trí mà thôi. Lúc này thì cả khán phòng của nhà hát Hòa Bình hô tên Thanh Thanh Huyền và Việt Nam rất là to luôn. Cuối cùng thì không biết là vì lý do gì mà Thanh Thanh Huyền cùng với cái tên Việt Nam không được gọi vào top 20, mặc dù trên sân khấu lúc đó chỉ mới có 19 vị trí mà thôi. Mấy bà chuyên gia sắc đẹp ơi, giải thích giúp tôi cái khúc này với. Vì đây là lần đầu tiên đi coi Miss Jam nên tôi cũng không có biết là thể lệ gọi tên như thế nào luôn. Nhưng mà tự nhiên khoảng 10-15 phút sau, cái MC ra đính chính là trong top 20 có cả Thanh Thanh Huyền nữa. Là cái này là do lỗi sơ suất của ba MC lúc mà đọc tên đọc sót, hay là Thanh Thanh Huyền thắng giải bình chọn, hay là như thế nào vậy mấy bà? Điều độc lạ tiếp theo, nếu như mà mấy bà đi coi trực tiếp tại nhà hát Hòa Bình thành phố Hồ Chí Minh thì mấy bà sẽ cảm thấy cực kỳ phấn khích, cực kỳ đã luôn, vì fan từ khắp nơi trên thế giới đổ về để cổ vũ trong đêm chung kết. Okay, let's start with Venezuela. We're waiting for Indonesia. Nhưng mà coi tới đây thì rất là nhiều người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp chắc cũng sẽ hơi chưng hửng giống tôi, là sao những cái phần gọi top á nó không có hồi hộp chút xíu nào hết trơn á. Khúc này top 10 rồi mà còn mở nhạc kiểu như là giao hưởng nữa, không có tiếng trống dồn dồn hoặc là những cái đoạn nhạc mà nó hú tim hoặc là đèn spotlight đánh vô để mà tạo cảm giác hồi hộp thì nó cũng hơi thiếu thiếu, mà nó cũng hơi kỳ kỳ, đúng không mấy bà? Ready for our top 10 is Miss Colombia. And now we're gonna welcome Philippines. Ready for our top 10 is Costa Rica. Đây chỉ là ý kiến riêng của cá nhân tôi thôi, nhưng mà tôi cũng hy vọng rằng là ban tổ chức cũng sẽ một phần nào lắng nghe ý kiến của tôi cũng như là nhiều người để mà làm cho cái phần gọi tên vào top 20 và top 10 của những mùa giải sau ở Miss Jam sẽ chỉnh chu hơn nha. Thêm một điều nữa là ở phần thi swimsuit đó có những cái màn hình trình chiếu tên nước và thí sinh nó chưa có được khớp nhau lắm, làm cho người xem dễ bị hiểu nhầm á. Đây là phần trình diễn của đại diện đến từ Philippines mà màn hình lại trình chiếu là Hà Lan. Ngay lúc này thì cả khán phòng đều hô tên Philippines rất là lớn để động viên tinh thần cho thí sinh. Và điều độc lạ nhất tại đêm chung kết Miss Jam năm 2023 chắc chắn là phần công bố top 3 với sự đồng hành của phù thủy vẽ tranh Phạm Hồng Minh, top 3 Vietnam's Got Talent năm 2013. Với mình thì đây là một trong những điểm cộng của đêm chung kết khi tạo ra được rất là nhiều bất ngờ và kịch tính dành cho tất cả mọi người đang theo dõi cuộc thi cũng như là các thí sinh. Nóng lòng quá nè. Vô 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 anh ơi. Philippines ơi, các bạn fan hâm mộ của Philippines ơi, các bạn ở đâu ạ? Các bạn có thể hô vang lớn nữa không, được không ạ? Phương Mai đẹp quá. Lâu lắm rồi mới gặp lại chị Phương Mai. Tại sao mình cứ phải làm cho cái giây phút này nó trở nên kịch tính hơn nhỉ? Philippines! Yeah! Hay quá anh ơi! Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá!
Wow, hai đại diện Đông Nam Á luôn. Nhưng mà với mình thì giá như cái phần này có thể cô đọng lại ngắn gọn hơn một chút thì sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều luôn. Vì cái phần vẽ tranh và công bố top 3 này nó đã chiếm thời lượng là hơn 7 phút thì nó hơi lâu đúng không mọi người? Nhưng mà dù sao thì cũng xin chúc mừng Miss Jam với ý tưởng cực kỳ táo bạo này đã được cả thế giới nói chuyện về nhiều sau đêm ngày hôm qua. Và xin được chúc mừng Miss Jam năm 2023 đã tìm ra được top 3 theo mình là cực kỳ xứng đáng với Á hậu 2 thuộc về Hoa hậu Indonesia. Điều tiếc nuối cuối cùng của mình khi mà xem đêm chung kết Miss Jam năm 2023 là cái giây phút mà công bố Hoa hậu á. Tại sao lúc mà công bố top 3 mình vẽ vời rất là hoành tráng, nhưng mà sau giây phút công bố Hoa hậu nó lại vô cùng chóng vánh và đơn giản như thế này. Hoặc ít ra thì cũng phải tắt hết đèn sân khấu, tập trung spotlight vào hai cô lúc mà đang nắm tay để tạo cảm giác kịch tính và hồi hộp hơn chứ trời ơi. Chỉ là tiếc một chút xíu cái khúc này vậy thôi, chứ thật ra mọi người cũng rất là vui vì Miss Jam 2023 đã tìm được một chủ nhân không thể xứng đáng hơn đúng không nào? Chúc mừng người đẹp đến từ Philippines đã giành được vị trí Á hậu 1 và vương miện Miss Jam năm 2023 Hoa hậu sắc đẹp quốc tế đã thuộc về Luma Russo, người đẹp 24 tuổi đến từ Brazil. Cô đã xuất sắc vượt qua 37 đối thủ khác đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới để xứng đáng đăng quang ngôi vị cao nhất này. Chúc cho tân Hoa hậu của chúng ta sẽ có một nhiệm kỳ thật ý nghĩa, thật rực rỡ nha. Đặng Dương Thanh Thanh Huyền Miss Jam Việt Nam năm 2023 ơi, chúng tôi yêu bạn rất nhiều. Cảm ơn Thanh Thanh Huyền vì một hành trình cố gắng không ngừng nghỉ để mang Việt Nam đến gần hơn với các bạn bè quốc tế tại Miss Jam năm 2023. We love you and we are so proud of you, Thanh Thanh Huyền. Thanh Thanh Huyền.